Dạ vâng, chào mừng các bác đã quay trở lại với kênh Xe Đạp Phong Tuyền. Có địa chỉ là xóm 7, xã Khánh Nhạc, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Số điện thoại là 0936 525 998. Số này có đăng ký cả Zalo các bác nhé. Đấy. Thì hôm nay em lại về thêm được một đôi giày đấy, để chia sẻ đến các bác đây. Thì cái đôi giày này mang thương hiệu Shimano, model là Shimano JC9L các bác nhé. Đấy. Cái model này là một model rất là cao cấp của hãng Shimano các bác nhé. Hàng là hàng chính hãng, được tuyển chọn và xách tay từ Nhật về các bác nhé. Đấy. Thì cái đôi giày này là size 42. Đấy. Chiều dài bàn chân là 26.5 các bác nhé. Đây. Đấy. Thì cái đôi giày này nó là hàng lướt, gọi là hàng siêu lướt luôn các bác nhé. Đấy. Thì về theo giày thì nó còn đầy đủ phụ kiện. Đấy. Là có hộp này các bác này. Đó. Có hộp này ghi các cái thông số kỹ thuật của cái đôi giày này các bác nhé. Có mã vạch đầy đủ này. Đó. Model là JC9L Shimano các bác nhé. Đấy. Thì cái giày này là giày cá, sử dụng cho xe road các bác nhé. Đấy. Size là size 42. Có đầy đủ giấy tờ bảo hành chính hãng cho các bác nhé. Đây. Đó. Đó. Hàng là hàng từ Nhật về các bác nhé. Hàng bao xịn cho các bác. Đây. Đây. Thì cái đôi giày này nó tương thích với các cái loại với lại các cái loại cá của Shimano, đó là SBD SL các bác nhé. Đấy. Cái dòng cá vàng của Shimano các bác nhé. Đấy. Một loại cá rất là thông dụng. Đấy. Cái quyển này là quyển sách hướng dẫn sử dụng này. Đó. Đây là cái túi đựng các bác nhé. Đó. Túi đựng của cái đôi giày kia. Thì về hình thức, đấy, cái đôi giày này còn rất chi là mới các bác nhé. Đây. Các bác nhìn cái da của nó đây, còn rất là mới. Không có xước sát gì các bác nhé. Đấy. Chỉ có cái đế, đấy, cái đế là nó có xước một chút vì hàng nó đã qua sử dụng các bác nhé. Đấy. Chủ cũ ở bên Nhật, người ta thông tin lại là cái đôi giày này, người ta đã sử dụng được 300 km các bác nhé. Tình trạng còn rất là mới. Đấy. Da là hầu như là không có vết xước luôn. Đấy. Cái đôi giày này đời rất là cao các bác nhé. Đấy. Các bác mua cái đôi này mới bây giờ nó rơi vào tầm khoảng 7 triệu các bác nhé. Đấy. Nhưng mà khi các bác mua hàng lướt rồi ấy, thì giá nó sẽ rẻ hơn rất là nhiều. Đó. Đấy. Những cái đôi giày mà nó hai khóa như thế này là những cái đôi giày đời cao các bác nhé. Đó. Rất là mới các bác. Đây nó chỉ có cái đế. Đây, cái đế này của nó là nó hàng đã qua sử dụng. Đấy, nên là nó sẽ có xước. Đây. Cái đôi giày này thì về các bác chỉ có gắn cá vào là các bác sử dụng thôi. Đó. Rất chi là mới. Để em quay cái lòng ở trong cho các bác xem. Đây. Đấy, cái chỗ này này, những cái viền xung quanh này là rất là mới, không có xước gì cả. Đấy. Cái tem của nó ở trong đây. Đây các bác nhé, đây cái lót của Shimano là vẫn còn nguyên bản này. Đây, đây là cái tem mã code cứ đầy đủ các bác nhé. Đó. Em xem cái này nó in ở đâu mà. Cái tem của nó hơi sâu một chút. Đó. Mà hàng là bao xịn chứ các bác, bao chính hãng các bác nhé, check thoải mái các bác nhé. Đấy, bao xịn, bao check các bác nhé. Thì cái đôi giày này thì là được sản xuất tại Trung Quốc các bác nhé. Đó. Made in China các bác nhé. Đấy, em cứ nói rõ là như thế, Made in China luôn, để cho các bác khỏi phải lăn tăn về cái vấn đề là nó sản xuất ở đâu các bác nhé. Đó. Đây. Quay luôn cho các bác nhìn này. Đó, Made in China. Đó.
Bác nào mà không thích Made in China thì có thể bỏ qua. Đấy. Tất cả hầu như các cái hãng giày bây giờ, kể cả Physics, kể cả những cái dòng CD cái thứ đấy, những cái dòng giày cao cấp của Ý, luôn là tất cả là đều sản xuất ở Trung Quốc các bác nhé. Đó. Nhà máy đặt tại Trung Quốc. Đấy. Nhưng mà dây chuyền và công nghệ là của hãng luôn. Đấy. Chẳng qua là người ta đặt nhà máy ở Trung Quốc để người ta giảm cái chi phí nhân công các bác nhé. Đấy. Ví dụ như đôi giày này mà nó sản xuất ở Nhật Bản thì cái giá nó sẽ là phải là tầm độ khoảng 14 15 triệu trở lên chứ không có cái giá 7 triệu nữa các bác nhé. Đấy, tại chi phí nhân công ở Nhật Bản rất là cao. Đấy, Trung Quốc thì chi phí nhân công nó rẻ hơn. Đó. Đấy, size 42 các bác nhé. Đấy. Cái này thì cái bác nào mà chân chân là chân mỏng thôi, chân vừa vừa thôi. Đấy, chân to là đi là hơi khó các bác nhé. Đấy, chân vừa thôi. Thì bác nào có nhu cầu sử dụng thì liên hệ em số điện thoại 0936 525 998. Số này có đăng ký cả Zalo các bác nhé. Đó. Giá là bao cho các bác là giá cực kỳ mềm, rẻ hơn hàng mới rất là nhiều. Đấy. Mặc dù cái đôi này nó còn rất chi là mới. Đấy. Đấy. Đế là đế carbon luôn các bác này. Đây. Có dập carbon luôn. Đó. Rẻ hơn hàng mới rất nhiều. Rồi. Cảm ơn các bác đã đăng ký và theo dõi kênh Xe đạp Hoàng Tuyền. Em chào các bác.